Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Co-op Dragon của B-Store nhé. Hôm nay mình sẽ lên cho anh em một clip review Artbot sẽ có gì trong game. Và bạn chủ Art này tên là Mark Hip, đến từ server 52 và hiện tại đang chơi Season 2 với liên cụm server 51, 52 và 53, 54. Và trước tiên mình sẽ review qua dàn tướng của bạn. Đây là Emry, Baxi. Bạn thì bạn chơi hai đầu kỵ nên đang up thêm Baxi nữa. Đây, anh em có thể thấy Lilia, Velin. Velin thì bạn cũng gần mát rồi. Bạn còn một lần up nữa là bạn được, là bạn thức tỉnh Velin rồi. Vì tín vật ở season 1 sẽ không dùng được cho tướng ở season 2 nên bạn không dùng số tín vật có sẵn để up. Madeline bị tướng tăng cơ mình đã chuẩn bị cho season 2 ở clip trước. Bạn đã mát được skill 1, 2 và 3. Còn 3 lần nâng cấp nữa bạn cũng sẽ thức tỉnh được vị tướng này. Hot Mart, Kinara, Kinara Solo hoặc là săn Behemoth. Bạn không dùng nhiều nên bạn chỉ up max skill đầu thôi. Nico cũng thế. Thea, max skill đầu. Garrus, Ban, Indeed, Wardia. Còn lại những tướng tím và cam, bạn mở chìa có thì bạn up từ từ. Và thêm hai tướng cung thủ ở season 2 bạn max skill đầu luôn. Tổng là bạn có 3 tướng huyền thoại thức tỉnh được và hai trong số đó có thể thức tỉnh khi lên VIP 14 và mua gói VIP trong game. Velin thì còn một lần ấn nữa. Và ở season 2 này, số sao của tướng sẽ được up lên là 6, được cộng thêm các chỉ số mới tương ứng với từng cấp sao. Ở season 1, nếu ra gói sao thì các bạn nên mua để sẵn nếu các bạn chơi nhiều đạo. Khi up lên bậc 6 sẽ sử dụng rất nhiều sao. Tiếp theo đây là bảo vật huyền thoại Mắt Phượng Hoàng, một trong những bảo vật mà ai ai cũng muốn có khi chơi pháp sư. Đam to và có sát thương diện rộng, rất tốt khi combat tổng. Mình thì cực kỳ thích món bảo vật này, nhưng mà mình chơi hai acc và mở rất nhiều chìa khóa mà vẫn không có được, không hiểu sao luôn. Mũi tên bạo tố dùng để đi móc mỏ là chuẩn bài nhé anh em. Hôm nào thì mình sẽ làm clip thao tác tay trên bàn PC cho anh em xem, như một cơn gió với ca cực kỳ sướng. Sừng Lucia, bảo vật tạo mỏ tài nguyên, áo giáp vảy rồng có hôm bữa mà mình nhắc tới trong clip trước á, gươm bóng tối dùng đi săn Behemoth, lửa địa ngục, lưỡi dao lò xo dùng như boomerang á. Đó. Mũi tên xé gió. Bên season 2 này, đây là skill. Nhìn mê không anh em? Gây sát thương, còn giữ chân được kẻ địch nữa. Cung thủ dùng cái này đi BK thì hết bài. Mình sẽ đọc sơ cho anh em xem nhé. Của nó là thi triển lên một quân đoàn mục tiêu đã chọn, gây một lần sát thương, đồng thời khiến quân đoàn của bạn nhận được hiệu ứng tăng tốc 10 giây. Bị động là khi có chắc một con tướng mới ở bên season 2 chắc. Đồng thời thi triển hiệu ứng bất động lên quân đoàn mục tiêu, thời gian duy trì 3 giây. Cái món bảo vật này ngon nha. Anh em mà chơi cung thủ nên sắm cho mình một cái. Lông chim én
rễ cây, kẻ diệt vương. Theo mình thấy thì bản mắt hiếp này bạn không nâng cấp những bảo vật huyền thoại mà bạn không dùng tới, vì bạn để dành cho season 2 để up những bảo vật lên mức 6 sao. Cái nào mà anh em không dùng thì anh em không cần up nhé. Cơn thịnh nộ của Kurata, lưỡi kiếm Solen, cái này đi BK cho kiểu binh cũng sướng, Damage tốt. Xuân tịnh mịch, hơi thở của rừng, trái tim. Nanasaur và ba bảo vật huyền thoại khác. Và tổng của bạn thì bạn có được 5 bảo vật huyền thoại lên mức 6 sao. Dùng khá nhiều bảo vật huyền thoại để up nhé. Điểm VIP, đây là số điểm dư ra khi bạn đã VIP 15. Và nếu dùng cũng không hiển thị số dư cộng dồn nên bạn vẫn đang tích nhé. Và các gói tài nguyên bạn đang tích để nghiên cứu tên năm. Tăng tốc thì trước khi mình vào review thì bạn đã xả để nghiên cứu rồi, giờ thì bạn đang tích lại. Gói luyện lính chắc bạn tích để trên tên năm đua MGE. Bao nhiêu đây, đua chắc cũng được khá khá điểm. Và cuối cùng là vật phẩm để nâng cấp tướng, bạn cũng đang tích để dùng cho tướng bạn chơi ở season 2. Skin đại sảnh chỉ huy là ngọn gió phương Bắc, sẽ được buff tấn công kỵ binh, phòng thủ đơn vị thiên xạ. Xây dựng các loại nhà đã full 25. Và đây là thông số búp của bạn. Các búp bạn được nhận ở bên kinh tế sẽ là tốc độ xây dựng 70%, tốc độ nghiên cứu 75, tốc độ huấn luyện là 48%, sản xuất thuốc 10, sản xuất thuốc trị liệu là 10%. Sản lượng su, sản lượng gỗ, quặng, nước phép, tốc độ thu thập 240 hết. Thu thập khá là nhanh. Tải hàng, tốc độ hồi CP được búp khá là nhiều. Bên nhánh quân sự, bạn sẽ được buff tất cả tấn công của các quân đoàn, phòng thủ. Bên nhánh quân sự thì bạn sẽ được buff tấn công, phòng thủ, máu và tốc độ hành quân. Quân đoàn thì tổng đơn vị mà bạn đang sở hữu cho mình là gần 1,5 triệu T4, 300 ca hiệp sĩ, 100 thiên thần, 300 kiếm sĩ, 400 pháp sư và 200 máy bắn cung. Sẽ vô nhà nghiên cứu ở bên nhánh công nghệ kinh tế thì bạn đã mát hết tất cả các đường rồi, từ kiến trúc uyên bác và tốc độ thu thập cũng như là các mỏ tài nguyên trong nhà.
Bên nhánh công nghệ quân sự thì bạn nghiên cứu rất là đều, đường nào bạn cũng nâng. Đây, bạn không dùng một đường nên 44 triệu điểm sức mạnh rồi mà bạn chưa có T5. Nhưng mà các búp tấn công cũng như là phòng thủ của các đơn vị đều có sức mạnh ngang ngang nhau. Thật sự bạn boss này chơi game rất là chịu nạp. Mình thấy những boss khác nạp bên mình đều tập trung dùng một đường để lên T5 cho sớm. Bạn mắc hiếp, bên nghiên cứu thì bạn full cả 4 đường, đường nào bạn cũng nghiên cứu. Rất là chịu khó chơi game nhé. Thì cũng như boss Louis đợt trước mình có review, mình cũng có xin mấy boss nào mà ấn nghiên cứu T5 cho mình vào, mình ấn mình làm clip cho các bạn xem, có là mình sẽ lên nóng hổi cho anh em luôn. Và clip review bạc boss của mình tới đây cũng hết rồi. Các bạn còn muốn mình làm thêm về chủ đề gì nữa thì comment bên dưới để mình làm nhé. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong những clip sau.